Phẩm Đà La Ni, ba môn phân biệt: một, nói rõ dục ý; hai, giải thích tên phẩm; ba, giải đáp thắc mắc. Một, nói rõ dục ý. Luận nói rằng phẩm này mục đích thuyết minh cái lực để cứu hộ cho chúng sinh khỏi các hoạn nạn như trên đã giải thích. Hai, giải thích tên phẩm. Tiếng Phạm Đà La Ni ở đây tức Trung Quốc gọi là tổng trì. Niệm tuệ là thể dùng thần lực của một số ít văn tự vô nghĩa bí mật để gia trì uy linh không gì sánh nổi, phá tà diệt ác, dự chính nêu thiện, cho nên gọi là Đà La Ni. Phẩm này thuyết minh về điều đó cho nên gọi là phẩm Đà La Ni. Ba, giải đáp thắc mắc. Hỏi: tổng trì có bốn loại để đạt được pháp nghĩa biện tài từ vô ngại giải, theo đó mà thuyết về bốn loại, còn ở đây là thuyết về cái gì? Đáp: trên kia trường hạng đã thuyết về pháp nghĩa trì, nay ở đây thuyết về chú trì để giúp hai thứ trước, bởi vậy mới thuyết minh về vấn đề này. Vô đắc vô sinh nhẫn, đó là tổng trì. Kinh văn: bấy giờ Dược Vương tới công đức rất nhiều, tán rằng toàn phẩm chia làm ba đoạn. Một, đoạn đầu thuyết minh về phúc của việc trì kinh. Hai, đoạn hai thuyết minh về phương thần chú. Ba, đoạn cuối thuyết minh về đại chúng đương thời được lợi ích. Đoạn đầu này có hai phần, đầu tiên là hỏi, sau đó là đáp. Trong đáp có ba mục: một, hỏi lại; hai, đáp thẳng; ba, Phật thuyết. Kinh văn: bấy giờ Dược Vương tới có nhiều điều ích lợi, tán rằng dưới lời thuyết minh về phương thần chú có năm, hợp lại thành ba loại. Loại đầu là hai thánh, loại sau là hai thiên, loại cuối là mười thần. Đây là thánh đầu có bốn mục: một, nêu; hai, thuyết; ba, kết thắng, kết luận về sự thắng diệu; bốn, Phật tán thán. Kinh văn: bấy giờ Dũng Thí tới chư Phật đó rồi, tán rằng đây là thánh thứ hai có bốn mục: một, nêu; hai, công năng; ba, chính thuyết; bốn, kết thắng. Kinh văn: bấy giờ Tỳ Sa Môn tới không có suy giảm hoạn nạn, tán rằng dưới là hai thiên, đây là vị thiên đầu có ba mục: một, nêu; hai, thuyết; ba, kết thắng. Tỳ Sa Môn, đây dịch là Đa Văn, là vị thiên vương ở phương Bắc trong tứ thiên vương thường tán trợ Phật Pháp. Kinh văn: bấy giờ chỉ quốc tới chư Phật đó rồi, tán rằng đây là vị thiên vương thứ hai, có ba mục: một, nêu; hai, thuyết; ba, kết thắng, đây tức là Đông Diện thiên vương. Kinh văn: bấy giờ có La Sát Nữ tới Pháp Sư như vậy, tán rằng đây là mười thần có bảy phần: một, nêu danh; hai, thỉnh thuyết; ba, chính thuyết; bốn, khuyên chớ não hại Pháp Sư; năm, lại thuyết thêm kệ để ví dụ về tội; sáu, xin đích thân hộ trì; bảy, Phật tán dương. Phần Phật tán dương có ba: một, đầu tiên là tán dương chung; hai, sau đó là tán dương riêng; ba, cuối cùng là khuyên ủng hộ Pháp Sư. Kinh văn: lúc thuyết phẩm Đà La Ni này tới vô sinh pháp nhẫn, tán rằng đây là đoạn thứ ba trong phẩm nói về đại chúng đương thời được lợi ích. Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bản Sự, ba môn phân biệt: một, nói rõ dụng ý; hai, giải thích tên phẩm; ba, giải đáp thắc mắc. Một, nói rõ dụng ý, có hai ý: một, luận nói rằng thắng lực công đức là do phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương thị hiện. Phẩm này thuyết minh về việc tịnh tạng tịnh nhãn trì kinh Pháp Hoa đã ngộ đạo dựa vào thắng lực công đức mà khiến vua cha vốn có tà kiến được hồi tâm, được thụ ký tương lai sẽ thành Phật. Đó đều là do lực công đức của Pháp Hoa, nói về bản duyên của vị đó để làm lợi ích cho Pháp hội lúc bấy giờ, cho nên mới có phẩm này. 2. Phẩm Diệu Âm trước kia thuyết về việc Hoa Đức Bồ Tát xin hỏi về Tam Muội mà Diệu Âm chứng được, nhờ vậy mà tự mình chứng được Pháp Hoa Tam Muội. Diệu Trang Nghiêm Vương ở đây chính là Hoa Đức. Trước khi đắc Tam Muội thì Diệu Trang Nghiêm Vương vốn chấp trước tà kiến, này thuyết minh về chuyện hai con khuyên giải thuyết phục vua cha làm thiện tri thức thì chẳng chọn kẻ oán người thân mà chỉ bảo cho mọi người biết, khiến họ hoàng dương kinh này, cho nên mới có phẩm này. 2. Giải thích tên phẩm. Khi còn làm vua chúa quyền quý đại thế tục thì dùng châu báu lụa là để mà trang sức, nhưng khi đã bỏ tà kiến nhập chính đạo thì dùng pháp bảo thắng diệu để khiến bản tâm được trong sáng như ngọc, cho nên gọi là Diệu Trang Nghiêm Vương, là nhân duyên đời trước cho nên gọi là bản sự. 3. Giải đáp thắc mắc. Hỏi: phẩm này chủ yếu thuyết minh về tịnh tạng và tịnh nhãn là thiện tri thức, cớ sao chẳng lấy đó mà đặt tên phẩm? Đáp: nhờ công đức thắng diệu mà bản thân Diệu Trang Nghiêm Vương bỏ tà nhập chính,
chứ chẳng phải là hai con ông ta. Hai con ông tuy là thiện hữu nhưng cha nhờ công đức mà bản thân nhập chính. Thêm nữa hoa đức trước kia, tức là rượu cho Nghiêm Vương, muốn hợp nhất thân ấy cho nên lấy đó làm tên phẩm. Lại nữa Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn, tức Dược Vương và Dược Thượng, trước đã thuyết minh về Dược Vương, sợ ở tên đầu đè bị phiếm lạ cho nên chẳng dùng mà đặt tên phẩm. Kinh văn, bấy giờ Phật bảo tới tên kiếp là Hỷ Kiến, tán rằng toàn phẩm văn chia làm 4 đoạn: 1. Kể về bản duyên; 2. Hội kim cổ; 3. Khuyên mọi người quy lễ; 4. Kết thành lợi ích của đại chúng. Đoạn đầu lại chia làm 4 phần: 1. Kể về thời; 2. Nêu Phật; 3. Thuyết minh về cha con Bồ Tát; 4. Thuyết minh rộng về nguyên do. Đây là 2 phần đầu. Kinh văn, trong pháp Phật đó tới thứ 2 tên là Tịnh Nhãn, tán rằng đây là phần 3 thuyết minh về cha con Bồ Tát. Kinh văn, hai người con này tới cũng đều thông đạt, tán rằng dưới là phần thứ 4 thuyết minh rộng về nguyên do chia làm 4 phần: 1. Tán thán đức của hai con; 2. Thuyết minh về Phật đương thời thuyết pháp; 3. Đoạn từ bấy giờ Tịnh Tạng Tịnh Nhãn trở xuống nói về việc hai con cảm hóa cha; 1. Đoạn từ vua ấy tức thì đem nước giao phó cho em trai trở xuống nói về việc rượu trang nghiêm xuất ra được lợi ích. Đây là phần đầu có 3 mục: A. Mục đầu nêu thành phúc trí; B. Mục 2 liệt kê riêng 4 đức; C. Mục cuối liệt kê 7 định; B. 4 đức: 1. Lục độ; 2. Phương tiện thiện xảo có 12 thứ; 1. Bi tâm cố luyến; 2. Liễu tri chư hành; 3. Thường ở chốn sinh tử; 4. Vui được diệu trí Phật; 5. Luân hồi trảm nhiễm; 6. Hăng hái tinh tiến; 6. Thứ này là hội; 7. Khiến chỉ dùng ít thiện mà cảm được vô lượng quả; 8. Chỉ dùng lực nhỏ mà thu được thiện căn lớn; 9. Kẻ ghét thánh giáo thì khiến họ trừ được sân não; 10. Kẻ dừng giữa trường thì khiến họ thú nhập; 11. Kẻ đã thú nhập rồi thì khiến họ thành thục; 12. Kẻ đã thành thục rồi thì khiến họ được giải thoát. 6. Thứ này là hoại, là ngoại; 3. Tứ vô lượng; 4. 37 phẩm trợ đạo; C. 7 định. Đây là các tam muội. 1. Tịnh tam muội là vì đã đoạn chướng chứng nhân; 2. Nhật tinh tú là vì như mặt trời đại phá, như vô vàn tinh tú phá được các ám; 3. Tịnh quang là vì phóng đại quang; 4. Tịnh sắc là vì hiện các diệu sắc; 5. Tịnh chiếu minh là vì soi tỏ Phật pháp; 6. Trường trang nghiêm là vì chứng được công đức không hề suy giảm; 7. Đại uy đức là vì khởi thần thông. Kinh văn, bấy giờ Phật đó tới kinh Pháp Hoa này, tán rằng đây là đoạn thứ 2 thuyết về Phật đương thời thuyết pháp. Kinh văn, bấy giờ Tịnh Tạng Tịnh Nhãn tới cần phải nghe và vâng theo, tán rằng đây là phần thứ 3 hai con cảm hóa cha, có 5 phần nhỏ: 1. Con thưa với mẹ xin tới chỗ Phật; 2. Mẹ sai con cảm hóa cha; 3. Vâng lời dạy tiến hành cảm hóa; 4. Đoạn từ bấy giờ 84.000 người trong hậu cung của Diệu Cho Nghiêm Vương trở xuống tín tâm theo Phật; 5. Đoạn từ bấy giờ Phật đó thuyết pháp cho vua trở xuống, Phật đáp ứng dẫn đạo làm lợi lạc. Đây là phần đầu có 2 mục, đầu là nêu ra, sau là giải thích. Chữ móng vuốt âm đọc là chảo, lại có bản viết là chảo cào cấu ngắt bằng móng vuốt. Sách Ngọc Thiên giải thích chảo là cấu ngắt cào bằng móng vuốt. Dùng móng vuốt mà cào cấu vật thì gọi là chảo. Tuy âm đọc giống chữ chảo nhưng ở đây chẳng phải là chỉ móng vuốt. Kinh văn, mẹ bảo con rằng tới cùng nhau cùng đi. Tán rằng đây là phần thứ 2 của 5 phần mẹ sai con cảm hóa cha. Kinh văn, Tịnh Tạng Tịnh Nhãn tới nhà Tà Kiến này, tán rằng đây là phần thứ 3 của 5 phần vâng lời dạy tiến hành cảm hóa, có 9 mục: 1. Hai con sinh hận; 2. Mẹ khiến nghĩ tới cha; 3. Thuận theo lời liền hóa độ; 4. Cha thấy mừng hỏi; 5. Hai con giải đáp cặn kẽ; 6. Cha nói muốn đi; 7. Bẩm với mẹ xin xuất gia; 8. Mẹ bèn cho phép; 9. Bạch với cha mẹ xin tới chỗ Phật. Đây là mục đầu. Kinh văn, mẹ bảo con rằng tới đi đến chỗ Phật, tán rằng đây là mục thứ 2 mẹ khiến nghĩ tới cha. Kinh văn, thế là hai con tới tâm tịnh tính giả, tán rằng đây là mục thứ 3 thuận theo lời mẹ
tiến hành hóa độ cho cha, đầu tiên nêu ra, sau đó giải thích, cuối cùng kết luận. Kinh văn: bấy giờ cha thấy con tới, chúng con là đệ tử. Tám dòng: đây là mục thứ tư cha thấy mừng hỏi, và mục thứ năm hai con giải đáp cặn kẽ. Kinh văn: cha bảo con rằng tới xin cho con xuất gia. Tám dòng: đây là mục thứ sáu cha nói muốn đi, và mục thứ bảy báo với mẹ xin xuất gia. Mục báo với mẹ xin xuất gia có hai phần: phần đầu báo rằng cha đã tin hiểu phát tâm, phần sau xin mẹ cho xuất gia. Xuất gia khoan khoáng dụ như hư không, như khế kinh nói, chim công tuy có màu sắc để trang điểm cho thân mình, nhưng chẳng bằng chim hồng, chim hạc có thể bay xa. Người bạch y, tức người tại gia, tuy có thế lực giàu sang, nhưng chẳng bằng người xuất gia có công đức thắng diệu. Thập luân kinh nói, hoa chiêm bát ca tuy héo nhưng vẫn còn hơn các hoa khác lúc đang tươi. Các bậc xô phá giới ác hại vẫn còn hơn hẳn các ngoại đạo tinh tiến. Do đó mà hai con xin mẹ xuất gia. Kinh văn: mẹ liền bảo rằng tới thời cơ cũng khó gặp. Tán rằng: đây là mục thứ 8, mẹ hiền cho phép. Và mục thứ 9, bạch với cha, mẹ xin tới chỗ Phật. Mục thứ 9 có 3 phần: đầu tiên nêu lên lời xin, sau đó giải thích lời xin, cuối cùng là kết luận về lời xin. Kinh văn: bấy giờ 84.000 người trong hậu cung của Diệu Trang Nghiêm Vương tới ưa thích Phật Pháp. Tán rằng: trong 5 phần nói về hai con cảm hóa cha, thì đây là phần thứ 4 nói về tín tâm quy Phật, có 3 mục. Mục đầu thuyết minh về đạo khí khang thành, mục 2, hai con khéo cảm hóa, mục cuối mọi người tới chỗ Phật. Đây là hai mục đầu. Trong mục đạo khí khang thành có 4 loại: 1 hậu cung, 3 tịnh tạng, 2 tịnh nhãn, 4 phu nhân. Kinh văn: thế là Diệu Trang Nghiêm tới lùi ra đứng ở một phía, tán rằng đây là mọi người tới chỗ Phật. Kinh văn: bấy giờ Phật đó tới phóng đại quang minh. Tán rằng: trong 5 phần nói về hai con cảm hóa cha, đây là phần thứ 5 nói về Phật đáp ứng dẫn đạo làm lợi lạc, có 4 ý: 1. Phật khéo thuyết pháp, 2. Vua cởi hạt châu đem bố thí, 3. Vua nghĩ tới sắc thân Phật, 4. Phật hỏi ký thành. Đây là hai ý đầu. Kinh văn: bấy giờ Diệu Trang Nghiêm tới công đức như vậy, tán rằng đây là ý thứ 3, vua nghĩ tới sắc thân Phật, và ý thứ 4, Phật hỏi ký thành. Trong mục Phật hỏi ký thành thì đầu là hỏi, sau là ký. Trong ký có 6, 1 nhân, 2 thể, 3 nước, 4 kiếp, 5 chúng, 6 cõi đất. Kinh văn: vua ấy lập tức tới Trang Nghiêm Tam Muội, tán rằng trong 4 phần của đoạn đầu thì đây là phần thứ 4 thuyết minh rộng về nguyên do. Phần này nói về xuất gia sẽ được lợi ích, có 6 ý: 1. Xuất gia, 2. Tu hành đắc định, 3. Lên trên không bạch Phật, 4. Tán thán ơn chứng rồi trần thuyết rộng, 5. Từ trên không xuống tán thán phát nguyện, 6. Nói rồi thì lui ra. Đây là hai ý đầu. Kinh văn: liền lên hư không tới, tới sinh ở nhà ta. Tán rằng đây là ý thứ 3, lên trên không bạch Phật, có 3 mục: 1. Đầu là lên trên không, 2. Sau đó là chính thức tác bạch, 3. Mục cuối kết bằng tán thán. Kinh văn: bấy giờ Phật vân lôi âm tới gặp được gặp thiện tri thức. Tán rằng đây là ý thứ 4, tán thán ấn chứng trần thuyết rộng ra, có 3 mục: 1. Mục đầu nói rõ nhờ nhân xưa mới gặp được thiện hữu, 2. Mục sau giải thích ý nghĩa của lợi ích do thiện hữu, 3. Mục cuối nêu bật cá nhân khiến vua phát tâm bồ đề, đó là hai người con làm thiện hữu. Đây là mục đầu. Kinh văn: thiện tri thức ấy tới tam bồ đề tâm, tán rằng đây là giải thích ý nghĩa của lợi ích do thiện hữu, có 2 phần: 1. Phần đầu nêu rõ lợi hỷ của việc chỉ giáo khiến chứng quả đại bồ đề, 2. Phần sau nêu rõ cá nhân khiến được thấy Phật phát tâm bồ đề. Kinh Thiện Giới và Bồ Tát Địa Luận nói, nếu thân cận thiện hữu thì giới không bị khuyết phá, đa văn tu chứng, ai mẫn vô ý, kham nhẫn không mỏi, ngôn từ biện liễu, đó gọi là tướng thiện hữu. Cầu thí lợi lạc, hiểu biết đúng đắn về điều này, có lực khéo quyền nghi, làm lợi ích không ngừng, đại bi không thiên lệch, đó gọi là thiện hữu. Làm gì cũng trầm rối, uy nghi viên mãn, ngôn hành đôn hậu nghiêm túc, không hề mỏi mệt, không hề ghen ghét, tiết kiệm xúc tích cần thì thí xả, can giá nêu lỗi, khiến phải nhớ lại, truyền thụ gian bảo, năng thuyết pháp cho, đó gọi là thiện hữu.
đáng làm chỗ tin cậy, dù có bệnh hay không có bệnh đều kính yêu cúng dường hầu hạ, thăm hỏi rước lễ, tu nghiệp hòa kính, đồ vật bốn sự lúc cần đến đều chẳng thiếu, kính cẩn phụng sự, hỏi nghe không động, đó gọi là thân cận. Kinh Niết Bàn nói, thiện tri thức là người trụ ở khắp nơi trong hình tướng Phật, Bồ Tát, Bích Chi Phật, Thanh Văn và người phàm. Vì sao gọi là thiện tri thức? Thiện tri thức là người có khả năng giáo hóa chúng sinh xa lìa bởi điều ác, tu hành bởi điều thiện. Vì nghĩa này mà gọi là thiện tri thức. Thêm nữa, thiện tri thức là người như pháp mà thuyết, như pháp mà hành. Thế nào gọi là như pháp thuyết, như pháp mà hành? Nghĩa là tự mình chẳng sát sinh, bảo ban người khác chẳng sát sinh, cho đến tự mình tu hành chính kiến, giáo dục người khác tu hành chính kiến. Nếu làm được như vậy thì được gọi là bậc chân thiện tri thức. Này thiện nam tử, như vầng trăng trong hư không, từ ngày mùng 1 tới ngày rằm dần dần tăng trưởng. Bậc thiện tri thức cũng giống như vậy, khiến các học nhân dần dần xa ác pháp, tăng trưởng thiện pháp. Theo Kinh Hoa Nghiêm thì Bồ Tát có 10 loại thiện tri thức. Những gì là 10? 1. Có thể khiến an trụ ở tâm Bồ Đề. 2. Có thể khiến tu tập thiện căn. 3. Có thể khiến tu hành rốt ráo các ba la mật. 4. Có thể khiến phân biệt giải thuyết mọi pháp. 5. Có thể khiến an trụ thành thục. 6. Có thể khiến đầy đủ biện tài, hỏi gì cũng giải đáp được. 7. Có thể khiến chẳng trước mọi thứ sinh tử. 8. Có thể khiến tu hành hạnh Bồ Tát, tâm không hề mỏi mệt chán nản trong mọi kiếp. 9. Có thể khiến an trụ ở hạnh phổ hiền. 10. Có thể khiến thâm nhập hết thảy Phật trí. Thêm nữa, thiện tri thức là cha mẹ ta, vì sinh trưởng được hết thảy các thiện căn. Hơn nữa, thiện tri thức còn làm thước tốt chữa khỏi các bệnh, còn là con mắt để dẫn dắt tới chỗ sáng, là mặt trăng mặt trời chiếu rọi, mở ra con đường chính giác để vượt ra khỏi thế gian. Cho tới nói rộng ra nữa thì đó là tất cả phạm hạnh, để cảm hóa chúng sinh, khiến được thấy Phật, gọi là đại duyên, khiến phát tâm Bồ Đề vô thượng, gọi là đại nhân. Do nhân duyên này mà khiến chứng Phật quả, gọi là Phật sự. Kinh văn, đại vương ngài thấy tới khiến chủ chính kiến, tán rằng đây nêu rõ cá nhân khiến vua phát tâm Bồ Đề, đó là hai người con làm thiện hữu.